Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp bài thường, cùng nhau giải sách bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương, Nguyễn Thành Loan, bài số 14. Bài số 14 nhé. Free time friend, free time friend. Phần B, chúng ta đang làm dở phần B này. Và hôm nay chúng ta tiếp tục làm bài số 5, trang 101. Viết câu theo từ gợi ý. I what, I này, thể thao này. Tham gia gì đây? I don't really like. Đây là chúng ta có từ này. Tôi không thực sự thích xem thể thao. Tôi thích tham gia chúng hơn. Này, hoa không thích xem phim ha, thích xem hoạt hình. Vậy là người ta có cái từ này. Và từ này chúng ta cần phải viết. Được chưa? Và động từ phải thêm ing vào. Watching này, checking này. Vế đầu tiên sẽ là phủ định và vế đằng sau là khẳng định. Rồi, tương tự bên dưới. Thấy không? Và như thế nào? Rồi, chúng ta cùng làm. Bố của tôi. My father. Là chủ ngữ số ít, chúng ta xài doesn't. Doesn't like. Why? Coffee. Chấm. He prefer black coffee. Câu số 2, chúng tôi ăn tối, không thích ăn tối ở nhà, chúng tôi thích ra ngoài ăn tối. Ở đây sẽ là we don't like. We don't like having dinner at home. We prefer going out for dinner. Câu số 3, I don't like rock music. Chấm. I'm so sorry. Ở đây phải có từ really nhá, cái vế đầu tiên phải có really. I don't really like rock music. I prefer pop music. Tôi không thực sự thích nhạc rock, tôi thích nhạc pop. Trẻ em này, the children, là chủ ngữ số nhiều. Cho nên chúng ta xài don't really like reading. They prefer watching TV. Câu số 5. Anh ơi, dọn trên xuống cho em với. Xong chưa? Xong hết rồi, tắt đi rồi dọn trên xuống. Chừa điện quầy thôi để em rửa ly. Không thì anh rửa luôn cho em đi. Em làm hết các thứ là máy móc rồi. Rửa tắt hết điện đi vào là vừa. Còn mấy cái ly thôi. Nam doesn't really like taking park in sport. Nam không thực sự thích tham gia thể thao. He là chủ ngữ số ít, prefer phải có sờ. Watching them on TV. Anh ta thích xem chúng trên TV. Câu số 6. Thanh chủ ngữ số ít, chúng ta xài doesn't. Thanh doesn't really like sport, so he prefer thêm sờ vào fashion show. Ở đây là CD con gái. Fashion show. Thanh không thực sự thích xem thể thao, những chương trình thể thao. Cô ấy thích xem thời trang. My mother doesn't really like cycling. She prefer walking. She prefer walking. Rồi, câu số 8. He doesn't really like
girl, Ben. He prefer boy band. Câu này có nghĩa là gì? À, anh ấy không thực sự thích những ban nhạc con gái, anh ta thích ban nhạc con trai. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo. Bài này viết câu với các từ gợi ý dùng cấu trúc prefer to là thích cái gì hơn. Các bạn nhớ cấu trúc prefer cộng một cái động từ thêm in hoặc cộng một danh từ, sau đó kẹp to ở giữa và cộng một cái verb in hoặc một cái danh từ thích cái này hơn cái này, thích làm cái này hơn làm cái này, hoặc là thích cái này hơn cái này, nhớ chưa? Rồi ví dụ này, tôi thích xem TV hơn là nghe nhạc, chúng ta sẽ viết như sau. I prefer watching TV to listening to music. Rồi, câu số 1 này. Anh trai của tôi, những ông anh của tôi, my brother, thích là prefer. Prefer, play chắc chắn phải thêm in rồi, playing tennis. To swimming, to swimming. Xong. My brother prefer playing tennis to swimming. Câu số 2, tôi thích đạp xe hơn đi bộ. I prefer riding to walking. Câu số 3, he prefer pop music. Cái này không thêm in vì đây là danh từ, to classical music. Anh ta thích nhạc pop hơn nhạc cổ điển. Mẹ của tôi, my mother prefer, thêm sờ bởi vì mẹ của tôi đi chủ số ít. Rồi, walk là động từ cho nên chúng ta thêm in vào, walking to cycling. Mẹ của tôi thích đi bộ hơn đạp xe. Câu số 5, những cậu bé đó sẽ là this boy prefer take detective. Ở đây là danh từ cho nên chúng ta không có thêm in vào, detective film to horror film. Những cậu bé đó thích xem phim trinh thám hơn là phim kinh dị. Câu số 6, chúng tôi thích, we prefer. Ở đây cái từ see là chủ là động từ cho nên chúng ta thêm in vào, we prefer seeing the show our favorite singer to hearing their album. Vậy là chúng tôi thích xem những show trình diễn của những ca sĩ yêu thích của chúng tôi hơn là nghe qua album. Rồi câu số 7, hầu hết trẻ em, most children prefer cartoon to movie. Hầu hết trẻ em thích phim hoạt hình hơn TV, hơn phim. Câu số 8, she prefer thêm sờ vì she là chủ ngữ số ít, play là động từ cho nên thêm in vào, she prefer playing the piano to playing the violin. Rồi bài số 7, đặt câu hỏi và viết câu trả lời với các từ gợi ý. Rồi bài 7, bài 8, bài 9 chúng ta làm sau.